Ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì đợt thì mình vừa, các bạn thấy có một điều gì mới không? Đó là mình setup được một cái góc quay khá là ok. Đây, mình có thể đưa tay qua lại thoải mái. Tại vì trước đó là mình làm một cái chân trống á các bạn. Để mình gắn cái máy quay lên thì vô tình lệnh cái chính giữa góc này nè mình không có đưa tay qua lại được nên nó không có thoải mái. Hoặc là mình cũng khó mà điều chỉnh được cái góc quay. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại chủ đề chính nha các bạn. Thì hôm nay mình đã tạo thêm một mớ cây nữa. Đây, anh chủ shop anh gói báo nên không thấy gì trong đó cả. Nhưng mà mình sẽ gỡ ra sau. Đây, thì hồi sáng đó là mình đi gấp nên mình cũng không có quay cảnh đẹp gì cả. Mình đi chạy cái vèo qua bên ảnh mình lấy, sau đó mình về thôi. Rồi, ok, hôm nay video mình sẽ quay về cái đợt hàng này nha các bạn. Thì đợt vừa rồi á, mình nhận được khá là nhiều đơn đặt hàng của các bạn về mình lấy cây này kia đi, lấy cây kia đi. Thì các bạn hãy chờ, ráng chờ mình nha. Vì thứ nhất là mình phải gom nó nhiều một chút mình mới lấy, chứ mà nếu như mà mình lấy mà lẻ lẻ ra chừng có 1-2 cây thì cũng bằng với cái giá thị trường đó, mà cái giá thị trường biết rồi. Nếu như mà mình nhập về cuối cùng mình, nếu như mà mình bán cho các bạn lại đúng với cái giá đó thì lại thiệt thòi cho mình quá, vì công mình chạy đi lấy các thứ vân vân, chứ không phải là nó sát bên nhà mình có thể chạy qua mình lấy được. Chạy rất là xa nên cái khó của mình là ở đó. Thì mình nên một lần là mình phải nhập ít nhất là 10 cây ngẫu nhiên cũng được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở hàng review coi đợt này chúng ta sẽ có cái cây gì ở trong này. Đây, đẩy nó bằng bên đây, chậu đầu tiên rồi, chúng ta sẽ có cái cây gì. Anh chủ shop anh gói bằng giấy báo. Đây, các bạn thấy gì chưa? Không biết nó rõ không ta, vì cái góc này nó hơi tối. Đây, các bạn thấy cái gì không? Đây là bẫy kẹp Red Begonia nha các bạn. Nhưng á, anh chủ shop anh nói cái răng của nó lại không giống Begonia. Đây các bạn thấy không? Đây mình sẽ tua gần cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không, răng của Red Begonia thật sự là giống như sát vậy các bạn, răng rất là rõ, còn cái này răng nó lên mà nó chia nhỏ ra nữa, nhìn như là sa tút vậy á. Thì cái cây sa tút đợt vừa rồi mình cũng có review cho các bạn xem. Đây là bị kẹp Red Begonia, vì bữa giờ mình thấy là cũng khá là nhiều bạn nói mình là hãy order về. Có khi cái tiếng bên ngoài nó hơi ồn vì mình quay trực tiếp ở ngoài vườn thôi, chứ mình không có ngồi trong phòng mình review nên có khi là nó sẽ trộn lẫn nhiều tiếng rồi cái thứ hàng rong rồi, hoặc là người hàng xóm mình nói chuyện, nên các bạn thông cảm với mình nha. Thì dần dần mình sẽ trang bị micro đồ hết để cho nó rõ tiếng hơn. Ok, đây là bé đầu tiên, mình sẽ mở tới bé thứ hai. Thì mỗi lần ít nhất là mình phải nhập 10 cây các bạn. Còn không thì cũng giống như là cái video đợt trước mình quay mà mình kéo một mớ bị những ai đi lại về á. Là cái đó là mình mua theo giá thị trường luôn, rất là mắc. Rất là cao. Đây. Thì cái bé bể kèm này cũng giống như đợt trước của mình nhập thôi. Vì mình chim vào cho đủ 10 cây, chứ mà mình lấy lẻ lẻ cái là anh chủ vườn anh sẽ lấy mình bằng với cái giá mà anh bán là bằng với cái giá thị trường á. Như thế sẽ rất là khó cho mình. Đây. Một bé nữa. Đây, để coi bé này là bé gì. Đây, đợt này mình nhập cũng khá là nhiều Red Bean nha. Đây. Các bạn thấy không? Có bông luôn nè. Thì bông này chắc để nay mai mình sắp xếp mình thụ lại thử xem nó có đậu không. Đây, cũng là một bé Red Begonia nha. Thì đợt vừa rồi cũng khá là nhiều bạn đặt mình. Hôm nay mình sẽ lấy.
đợt trước cũng có bạn nói mình là hãy lấy Chunkata về, nhưng mà cái nắp ấm á, nắp ấm dòng Chunkata, nói chung là mình thì cũng có hàng nhập nhưng giá rất là cao. Giá khá là cao chứ Chunkata cái mức giá trung bình đó giờ mình thấy là nó tầm 600 mấy trở lên, cây nhỏ xíu à, cây cỡ lớn hơn cây bẻ kẹp này một chút, thì cây bẻ kẹp này nó bự cái này nè, thì cây Chunkata mà cỡ 600 thì nó bự hơn chút à, bự hơn cái này à, rất là đắt chứ không phải là nha. Với lại giờ vườn mình cũng khá là nhiều nắp ấm, thậm chí là nắp ấm độc quyền luôn, thì việc gì mà mình phải nhập những cái dòng mà thương mại hóa đồ tràn lan. Thứ nhất, nếu như mà mình lỡ mà mình nhập cái cây Chunkata đó về 600 chừng tuần sau, tự nhiên có đợt hàng về giá nó còn có 200 mấy 300 à, đó là điều mà mình sợ nhất, đó là tự nhiên có đợt hàng ai đó nhập được hàng rẻ, hàng VIP về thì mình sẽ bị hố hàng à, thì thà giống như là hố chừng mấy chục ngàn không nói gì, hàng này hố mấy trăm ngàn luôn. Ê, sẽ tiếp tục mình gỡ. Thì đợt vừa rồi á, mình gỡ cũng khá là nhiều, mình lấy cũng khá là nhiều cây bể kẹp khác nhau tốn rất là nhiều tiền nha các bạn. Thì đó là cái giá phải trả cho sưu tập thôi, chứ không thể nào mà tất cả các ID mà cây bể kẹp nó đều có mức giá chừng 100 ngàn 200 ngàn đổ lại hết. Thì các bạn muốn sưu tập thì các bạn bỏ ra một mức giá, bỏ ra một giá thôi. Đây, giờ là chúng ta được 4 Piranha rồi nè, 3 bể kẹp. Thì cái bể kẹp này đợt anh chủ vườn anh nói là G16 đó. Mà họ ghi tiếng Trung không à, vì cái cây này nhập từ Trung về, họ ghi tiếng Trung không à, nên cũng không biết là phải tra thế nào vân vân, nên thôi anh gọi là G16 luôn. Nói chung đợt này hàng cũng bình thường, không có gì cả. Được cái là ghé bia nha, đợt trước mình kéo được một đợt hàng ghé bia nha về nhưng mà giá rất là cao. Đợt đó mình lấy là mức giá thị trường lúc đó ghé bia nha họ về nhiều á, là mức giá để mình nhớ coi 100 ngàn á, 100 ngàn mà giá sỉ luôn á các bạn. Mình lấy 10 cây luôn á mà có mà 100 ngàn, cái về mình phải bán, phải để giá cũng tương đối cao hơn vì còn phí ship đồ nữa. Rồi mình phải có một ít kinh phí để duy trì hoạt động của vườn, nên mình phải để giá nó hơi cao. Đây, ok, mình định lấy là 6 chậu Red Bean nha thôi, đặng mình có một số bạn đặt. Không biết là hình như là các bạn muốn kiếm cho, các bạn muốn kiếm đủ một cặp, giống như là một cặp đỏ này nè, cặp xanh. Chắc là các bạn ấy kiếm như thế nên thường bạn ấy hỏi cái cây này xong. Xong rồi các bạn hỏi là mình có Red Bean nha không. Thì đợt này mình về được 6 cây. Đúng ra là đợt trước mình, đúng ra là cái đợt mà cái video mà mình kéo những cái dòng cây bể kẹp về, mình cũng định về rồi, vì anh chủ vườn đó là một tuần trước là họ còn. Cái cuối cùng mình đi qua bên đó là có hết sạch, không còn cây nào hả. Ok, đây thì nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Red Bean nha các bạn. Nhân vật chính của chúng ta Red Bean nha. Thì cái chậu này nếu như mà bạn nào có hứng thú á thì mình sẽ nhượng lại cho bạn, cho các bạn là 120 chậu Red Bean nha. Này, chậu này đã dưỡng hết rồi nha các bạn, không phải là mới nhập về đâu, anh chủ vườn anh dưỡng hết rồi. Trước đó là cây đi rất là lâu, cây đi hàng rất là lâu nên nó bị lụi, nó bị yếu, nó bị lụi đen đây nè, các bạn thấy còn những vết mà cái lá lụi bị lụi đen nè. Vì đóng hàng rất là lâu, bị kẹt ở cửa khẩu á, vì dịch Covid-19 á, họ không có cho xuất hàng qua, hoặc là phải chờ phun thuốc diệt trùng rồi phải chờ vài ngày để cho con virus đó nó chết. Nên hàng rất là khó qua, nên chết rất khá, ảnh nói là chết cũng mấy chục cây luôn á.
Rồi sau đó anh dưỡng lại rồi thì bây giờ nó đã lên rồi nè, nó quen với khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh. Thì vườn mình ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nếu như các bạn mua về mà các bạn ở ngoài Hà Nội hay là gì á thì các bạn cũng nên dưỡng lại. Đây. Đây là thành viên mới của chúng ta. Dệt begin nha. Nhưng mà cái này cũng anh chủ vừa hồi nãy đầu clip mình nói rồi, cái cây này không giống với Red Bean nha các bạn. Red Bean nha, cái răng rất là rõ. Rõ từng răng một giống như sát vậy á. Nhưng mà tự nhiên cái cây này thì nó lại chia ra rất là nhiều nhiều răng nhỏ 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 nữa. Đấy các bạn thấy không? Răng chia ra rất là nhiều. Giống như sát kìa, sa chứ. SAW á. Satit á, giống giống như thế. Nói chung là anh nói là có khi là trong trong cái đợt lô đó nó bị đột biến hay gì á nên kia. Rồi, ok. Vậy mình sẽ chốt lại. Thì là mình đã về được Red Bean nha. Thì nếu bạn nào có hứng thú á thì bạn hãy xuống dưới phần mô tả của video mình có để cái link Shopee. Hả? Thì nói chung là bây giờ là shop mình là nếu như mà các bạn muốn mua thì các bạn mua trên Shopee để mình dễ quản lý đơn hàng được các thứ. Hoặc là nếu như mà bạn nào mà muốn mà mua trực tiếp á, không thông qua Shopee, các bạn muốn chuyển khoản. Đó, thì nói chung là mua trực tiếp thì mình sẽ ưu tiên là cái chuyển khoản. Chứ mình không có ship code, vì ship code nó mắc hơn cả Shopee luôn. Thì xưa giờ mình cũng ship code rồi. Rồi code giống như là cái kiện hàng của bạn 20.000 thì sẽ bị đánh một cái phí code là tầm 15 tới 20.000, mình cứ cho là 17.000 đi cho nó chính giữa đó, thì là các bạn sẽ phải trả 37.000. Thì trên Shopee họ cũng như thế, nhưng họ có voucher rẻ hơn. Thì nói chung là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách lấy mình có cái video quay lấy được cái voucher mà giảm giá phí ship rồi. Đó, các bạn hãy kiếm bên trong cái list mà video của mình là mình có để là cái mẹo lấy mã free ship của Shopee. Các bạn kiếm cái video đó các bạn làm theo là có khả năng là tài khoản của các bạn sẽ nhận được một cái mã free ship. Rồi, các bạn tha hồ mà mua thôi, không có lo về free ship gì cả. Còn nếu là ship bên ngoài thì không có voucher gì cả, mình cũng không thể hỗ trợ được các bạn. Các bạn phải trả hoàn toàn phí ship đó. Shopee họ được cái đó. Rồi, ok. Nếu như mà bạn yêu thích mình, hãy donate cho mình bằng cách mua cây. Nói thiệt chứ là bây giờ mình cũng đang cần nó này, cái nó hơi than, mình hơi than bản một chút là mình cần kinh phí để làm kênh. Vì thứ nhất là việc kéo những cái cây mà dòng collection và những dòng hiếm về tốn rất là nhiều chi phí. Các bạn mua giống như những cái cây phổ thông này, cái bi nha là cây phổ thông nha các bạn, hơi khó chơi một chút nhưng mà vẫn là cây phổ thông, các bạn dễ mua, cái thứ giá rất là rẻ. Nhưng mà những cái dòng collection ví dụ như Alien hay là Galaxy đợt vừa rồi mình review á, giá đó đợt có hình như mình nhập một cây 200.000 đó, các bạn thấy không, giá rất là đắt, 200.000 một cây, tuy là rẻ hơn hồi xưa cái cây nhỏ xíu như thế, cái mức giá đó là hình như là 700 mấy 800.000 đó, chứ không phải là rẻ đâu. Đợt trước mình cũng có theo những ông lớn, ông vườn lớn, ông order về thì mình order ké theo mấy ổng. Order cũng được vài cây đó, một cây hồi xưa là cũng phải 600-700 ngàn. Rồi, ok. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rồi, ok. Sau một hồi mình quay, mình mới phát hiện rằng do cái bể kẹp Red Bigania này nó màu đỏ mà dạng đỏ bầm, đỏ đen á, nên camera của mình nó thu không có rõ. Nên bây giờ mình tạm ngưng video để mình chỉnh setup lại cái camera. Thì chắc các bạn cũng thấy được một điều là đầu camera chỉ có 6 chậu thôi, nhưng mà bây giờ đột nhiên tăng lên thành 8 chậu. Một điều magic nhẹ nhẹ ở đây. Nhưng mà nói chơi vậy thôi chứ thật ra là không có magic gì cả. Vì trong một chậu bể kẹp là hồi nãy mình tách, mình rửa, mình vệ sinh. Vì thường thường là những cái cây mà bể kẹp mới về á là mình sẽ rửa,
mình vệ sinh gốc, mình vệ sinh gốc những cái lá chết rồi đó là mình sẽ bỏ ra, mình sẽ cắt bỏ hết. Lá chết là đã chết nha các bạn, chứ không phải là lá còn sống nó hơi đen, là mình cắt bỏ. Sau đó mình trộn vớn lại mình trộn với đá bolit nè các bạn. Trộn với đá bolit cho nó thoáng cái chất trồng. Nên á, vô tình mình thấy có chậu nó có tận 2 cây lận. Nên mình tách ra nên thành ra được 4 thôi. Này các bạn thấy không? Đây là bé bự nhất của kia nè. Thì chắc bé này mình sẽ giữ lại để có khi là mình quay video, mình review cho các bạn xem. Thì đợt trước cũng có bạn mình, đợt trước là mình có nhập cái cây mà hấu 7 về á, thì có bạn nói mình rằng là bán cho anh ấy cái cây hấu 7 còn lại của mình đi. Thì mình ghép với ảnh là mình cần một cái mẫu, một cái cây mẫu để mà mốt nó lớn lên, mình review cho các bạn xem chi tiết cái chính xác được cái đặc điểm của nó, thì khi các bạn mua hàng rồi cái thứ các bạn dễ phân biệt idea. Nên thường thường là sẽ còn một cây là mình sẽ giữ lại hết để mình làm cây mẫu. Với lại mốt mình sẽ làm một cái video gì đó review nó sẽ hay hơn. Thì các bạn thấy không, lúc mà mình bật cái camera ra mà cái đèn camera lên thì sẽ rõ hơn. Đây các bạn thấy không, rất là rõ. Thì tạm thời là những cái cây ghép bên nha này mình sẽ chưa bán. Thì cái đợt thu âm trước, thu hình trước là mình có nói là mình bán cây ghép bên nha này, nhưng mà sau khi mà mình thay chậu đồ các thứ vân vân thì cũng cần phải có một thời gian để cho cây nó quen lại với điều kiện trồng mới. Mình vệ sinh này các bạn thấy không, lúc đầu là cái chậu nó bị rêu nhớt xanh lè xanh lét trên cái bề mặt đó, mình vệ sinh lại hết sau đó mình trồng lại. Vì cái rêu nhớt á là nó dễ sinh ra, nó dễ phân hủy dớn, nó tạo thành dinh dưỡng sẽ không tốt cho cây. Các bạn thấy không, rất là ngầu đây bông của nó nè. Thì chắc nay mai mình sẽ thụ phấn với lại cái cây đang ra bông của mình, xem nó ra được hoạt gì không. Đây, ok, chắc mình sẽ dưỡng lại một thời gian. Khi nào mà mình bán thì mình sẽ up lên, mình up lên một cái video nữa quay chi tiết từng cận cảnh từng cây cho các bạn dễ lựa. Rồi, ok. Thì nếu như mà các bạn yêu thích mình thì các bạn hãy donate là đóng góp, giống như đóng góp cho kênh mình bằng cách là các bạn mua ủng hộ cây cho mình. Những cái cây này thì mình tạm thời chưa bán vì cái cây mình mới vừa tách được các thứ vân vân, mình còn phải phun thuốc dưỡng nữa. Cho cái cây nó khỏe xíu thì mình ship cho các bạn vô tư hơn. Rồi, bạn mua ủng hộ mình thì mình sẽ có nguồn kinh phí mình lôi những cái cây khủng về. Có thể là mình sẽ lôi về, sau đó mình tách cái cây con ra, mình share lại cho các bạn với cái mức giá rẻ hơn, các bạn dễ chơi hơn. Như hồi nãy từ 6 chậu giờ thành 8 chậu, lời được 2 chậu. Ví dụ với 2 chậu này đi, lời được 2 chậu thì có khi là mình sẽ bớt một chút, bớt cái giá mà để các bạn mua. Nhưng mà cũng không, nói chung là cũng không quá mắc đâu. Cây rất là ok. Thì cái chậu này là chậu 5x5cm nha các bạn. Cạnh này với cạnh này cm này thì thường thường là mình sẽ để là 5x5. Như vậy tưởng là 5x5 25cm cái chậu chà bá, nhưng mà không phải. 5x5 là cái cạnh này nhân với cạnh này, đó là diện tích của cái chậu. Hơi mờ nhỉ. Rất là rõ. Thì cái góc máy quay này mình mới vừa setup nên nó sẽ di chuyển khá là thoải mái. Rồi, ok, chắc mình sẽ ngừng video tại đây. Nếu thấy hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.